Vào thời xưa, Thánh Nhất không thường nhắc đến việc này. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Khổng Phu Tử không nói nhiều về thiên đạo, nhưng không phải là không nói đến, mà người Trung Quốc đối với những lý luận và sự thật về thiên địa quỷ thần cùng nhân quả báo ứng biết được rất nhiều. Trong các sách xưa, chúng ta dường như chỗ nào cũng đều có thể xem thấy. Nhưng mà các thánh nhân đối với những sự việc này, các ngài không đề xướng. Không đề xướng là có lý do của việc không đề xướng. Các ngài hy vọng trí huệ và trình độ tri thức của chúng ta càng được nâng cao hơn. Những việc liên quan đến thiên địa quỷ thần, người thế gian chỉ xem đó là đương nhiên, chứ không biết tại vì sao lại như vậy. Phật trên kinh luận, ngài đã nói rất rõ ràng những đạo lý tại vì sao như vậy. Ngài nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt, cho nên kinh Phật không thể không đọc. Chỉ có chân thật hiểu được triệt để, thì mới có thể làm được sự chuyển đổi lớn về mặt ý niệm. Phật Pháp dạy người từ lúc sơ phát tâm cho đến quả địa Như Lai. Tổng cương lĩnh của việc tu học, tổng nguyên tắc chính là điều đã nói trên kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở Tông Môn được khai ngộ từ câu nói này. Câu kinh văn này cùng với câu sau cùng mà Đức Phật nói: ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện, là cùng một ý nghĩa. Ưng vô sở trụ chính là ly nhất thiết tướng, nhi sanh kỳ tâm chính là tu nhất thiết thiện. Có thể nói hai câu sau cùng chính là chú giải cho hai câu ở phía trước. Điểm khác nhau giữa chư Phật Bồ Tát với hết thảy phàm phu chính là: phàm phu thì tu thiện nhưng chấp ướng. Cho nên quả báo có hạn, tuyệt đối không ngoài những gì họ chấp trước. Chính pháp giới gọi là chúng sanh. Chúng sanh trong chính pháp giới đều phân biệt chấp trước, nên có quả báo rộng hẹp, sâu cạn khác nhau. Chấp trước là tổn thất rất lớn. Nếu chấp trước quá sâu thì phước báo sẽ càng nhỏ. Cho dù có tu điều thiện lớn đến đâu, phước có được cũng đều rất nhỏ. Vì sao vậy? Vì sự phân biệt chấp trước của các bạn đã vẽ thành một cái vòng rồi. Bạn không thể ra khỏi cái vòng đó. Từ chính pháp giới hướng lên trên nữa, thì ý niệm phân biệt chấp trước càng tan nhạt. Cho nên tâm lượng càng mở rộng, phước báo do tu thiện có được càng lớn hơn.
hoàn toàn tỷ lệ với mức độ chân thành của tâm lượng. Trên quả địa Như Lai, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều xả được sạch sẽ. Cho nên việc thiện dù nhỏ đến đâu thì phước báo đều là tận hư không khắp pháp giới, viên mãn. Phật đã dạy chúng ta như vậy. Đây chính là chân tướng sự thật. Chúng ta tại vì sao lại không chịu học chứ? Mà vẫn còn chi ly chấp trước, niệm niệm không chịu buông xuống vậy. Không những buông xuống danh lợi, buông xuống ái dục, buông xuống sở thích, mà chúng ta thường nghe trong nhà Phật nói buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, buông xuống không phải là không làm việc gì, sau khi buông xuống thì vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ, tu tất cả thiện. Lợi ích tất cả chúng sanh, lợi ích còn phải chú ý đến nhiêu ích nữa. Dùng cách nói hiện nay là lợi ích lớn nhất, lợi ích viên mãn nhất, lợi ích rốt ráo nhất thì mới gọi là nhiêu ích. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi, việc làm đều vì quảng đại chúng sanh, vì hết thảy chúng sanh, tuyệt đối không có một niệm gì lợi ích bản thân, vì chính mình, tức là chưa thể buông xuống bản thân. Đây chính là điểm khác biệt giữa Phật và chúng sanh. Chúng ta phát tâm học Phật, muốn làm Phật, muốn làm Phật thì phải phá được bốn tướng. Bốn tướng đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chính là thân tâm thế giới mà Tổ sư Đại Đức thường hay nói đến.